tiếp. Chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Đào Vĩnh Quốc trình bày điều trị can thiệp tăng áp phổi. Xin mời bác sĩ Quốc. Dạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn quý đồng nghiệp và xin chào bên chủ tọa và quý đồng nghiệp. Hôm nay em rất là vinh hạnh được đứng ở đây để trình bày về những cái mà em làm trên tăng áp phổi. Thì không có một cái khuyến cáo gì rõ ràng về cái điều trị can thiệp thông tin cho cái tăng áp phổi, cho nên cái bài em nói hôm nay nó dựa trên thực tế rất là nhiều. Về cái định nghĩa và cái lịch sử thì cái mình thấy là 2022 có cái guideline, thấy là nó thay đổi so với 2015 là áp lực động mạch phổi trung bình là trên 20. Nhưng mà hồi năm 2018 thì các chuyên gia họ đã đồng thuận với cái mức này rồi. Rồi lần đầu tiên mà phát hiện cái ca tăng áp phổi đó là 1891. Thời đó người ta thấy là cái mức độ xuống còn chỉ 2 năm thôi. Sau đó Florlang thì năm 94 đã lần đầu tiên trình bày cái này mà ông ta nói là khoảng 5 năm thì sẽ chết. Nhưng mà với cái tiến bộ của y học hiện tại thì theo cái phân độ 1, 2, 3, 4 thì tương đương với cái tỷ lệ sống còn của mình là nó sẽ giảm dần từ 88 xuống còn 27%. Dạ, thì cái câu hỏi mà hay hỏi nhất là bệnh nhân tăng áp phổi thì có triệu chứng gì? Thì nếu mà viết ra thì rất là dài, cho nên em thống kê lại có 4 cái chữ. Thứ nhất là những cái triệu chứng có liên quan đến chấn thương tim phải, những cái triệu chứng có liên quan tới gắng sức, những cái triệu chứng của cái bệnh lý đi kèm, và có một số triệu chứng đó là do cái động mạch phổi nó giãn ra thì mình sẽ thấy. Thì tùy vô cái này thì các anh chị đọc lại là sẽ thấy rất là dễ nhớ. Rồi về cái thực tế điều trị của cái tăng áp phổi thì mình sẽ chia làm 3 nhóm. Một cái nhóm là có thể điều trị được, một cái nhóm là phải đợi thay tim phổi, và cái nhóm thứ ba là điều trị tạm bợ. Thì những cái nhóm mà điều trị được á, thì có rất là nhiều, nhưng mà về cái phần thông tin can thiệp, thứ nhất là đây là trường hợp thứ nhất, là bệnh nhân này là một bệnh nhân mà có ba cái lỗ thông dị vị khá là lớn cộng với lại cái tăng áp phổi. Thì đây là một trường hợp khá là hay, thì em bích ba cái dù lại, sau đó thông tin kiểm tra thì bệnh nhân cải thiện khá là nhiều. Thông dị vị thì rất là hay gặp ở người lớn, và những trường hợp mà thông dị vị tăng áp phổi và suy tim thì cũng hay gặp. Trường hợp thứ hai là đây là một trường hợp mà ống động mạch khá là lớn, nó lớn tới 16 ly và tăng áp phổi nặng. Sau khi một cái quá trình điều trị hạ áp phổi thì quyết định là bích cái dù mà không có cái dù ống động mạch lớn như thế này. Thì đây là cái dù đóng cái thông điện thần phần cơ, là cái muscular VST 18mm. Thì cái cánh nó dài ra nữa là cộng lại là 26mm. Hoặc là đây là một trường hợp thứ ba, một cái bệnh nhân trẻ thôi, sinh năm 84, với một cái bệnh lý là thông thiên thất cộng với cổ động mạch. Tức là thường thì hai cái mà phối hợp như thế này thì người ta sẽ phẫu thuật, nhưng mà có kèm theo cái tăng áp phổi cho nên hơi ngại. Nên là sau khi thông tin quyết định hết tất cả các thứ thì bích bằng dụng cụ và cho vừa thông thiên thất và vừa cái ống động mạch để tiếp tục điều trị tiếp với cái thuốc hạ áp phổi. Thì bệnh nhân cũng cải thiện khá là nhiều. Và đây là trường hợp thứ ba, là cái bệnh nhân mà có bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi cộng với lại thông dị vị thể xoay tĩnh mạch với cái kháng lực mạch máu phổi là 8.8, thì rõ ràng là chống chỉ định để mình làm cái gì đó rồi. Nhưng mà sau khi test, vì mình không có nitrosoxin hoặc là không có epoprostenol, cũng không có prolactin để hết, cho nên quyết định là sử dụng có mỗi cây oxy thôi. Thì sau khi test oxy thì thấy còn 4.75, thì tiếp tục điều trị cho bệnh nhân khoảng 2 tuần với cái giãn mạch phổi. Rồi sau đó thì đặt một cái stent, thì mình thấy chuyển cái dòng của cái tĩnh mạch phổi phía trên và phía giữa thì tất cả là về bên vị trái, sau đó đặt cái stent. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà điều trị tạm thời. Hiện tại bây giờ mình có 3 cái nhóm thuốc, và mục tiêu của điều trị của mình đó là giảm cái sự tăng sinh nội mạc, cái thứ hai là giảm cái co thắt của mạch máu, cái thứ ba là giảm cái tình trạng viêm và tình trạng
fibrin hóa của cái nội mạc mạch máu. Thì dựa trên những cái này thì hiện tại bây giờ thì có các nhóm thuốc như thế này để điều trị. Nhóm thuốc giãn mạch, nhóm thuốc ức chế tiểu cầu, một số nhóm thuốc kháng viêm, một số nhóm thuốc mà điều trị kháng cái sự remodeling của nội mạc mạch máu. Rồi có những cái liệu pháp oxy tại nhà. Thì hiện tại thì có ba cái nhóm thuốc dựa trên ba con đường, đó là con đường Ethylene, con đường Natriuretic và cái con đường Prostacyclin. Thì lúc nãy anh Phương cũng nói khá là rõ rồi. Thì hiện tại những cái thuốc mà được FDA công nhận thì nhóm IRA, nhóm EDA, E5, ức chế và nhóm Prostacyclin ở đây. Nhưng mà tất cả những cái nhóm thuốc đó và rất rất là nhiều nghiên cứu, thì nghiên cứu nói gì? Rất là nhiều nghiên cứu thì mình thấy cái main result là gì? Tất cả là cải thiện 6 bước đi bộ và không có cái nào điều trị tuyệt đối 100%. Chỉ là 6 bước đi bộ và thời gian nghiên cứu là 2 năm là tối đa. Vậy thì mình có thể làm gì hơn với chỉ có cải thiện triệu chứng, cải thiện 6 bước đi bộ? Thì khi nào thì mình điều trị hơn? Thì thứ nhất đó là trong trường hợp mà cái tổn thương của mạch máu phổi nó đã ở cái giai đoạn plexiform rồi, cái giai đoạn mà không hồi phục lại. Để cái giai đoạn thứ cái thứ hai nữa, cái đó là bệnh nhân đã sử dụng tới ba thuốc rồi mà mình vẫn không làm được gì hơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân thì cũng mệt, vẫn khó chịu. Cái thứ nữa là bệnh nhân với một cái cung lượng tim thấp, suy tim cung lượng tim thấp hoặc là thường xuyên lên những cơn tăng áp phổi. Và trong trường hợp này nó trường hợp xã hội chút xíu, đó là bệnh nhân không có đủ điều kiện để điều trị tiếp, bởi vì tất cả những cái thứ thuốc của mình khá là mắc. Một ngày thuốc cũng khoảng chừng 300 cho tới 500 ngàn, nếu mình xài ba thuốc thì có thể hơn nữa. Và mình làm như thế nào? Thì cái thứ nhất á, là đụng cái vách ly nhĩ, thì người ta cũng chứng minh rồi và guideline 2022 cũng có khuyến cáo về đụng cái ly nhĩ này. Về cái sinh lý học thì em xin nói sơ qua một chút xíu á. Về sinh lý học của cái bệnh lý tăng áp phổi nặng thì cung lượng tim nó sẽ thấp ở cái bên tim trái, do cái vách ly thất của cái vách ly thất nó sẽ làm giảm cái refilling của cái thất trái, nó giảm cung lượng tim, nó giảm cả tim phải rất là nhiều. Trong trường hợp suy tim phải, suy suy tim phải là như thế này thì cái cung lượng tim ở bên trái nó cũng giảm rất là nhiều, nó làm cho bệnh nhân ứ máu của cái tim phải nó làm nặng hơn, ứ máu trong cái tĩnh mạch phổi nó làm cho nặng hơn cái tình trạng suy tim. Thì cũng nhân cái nếu mà trong trường hợp nó có một lỗ, cái lỗ thông viên nhĩ thì chuyện gì xảy ra? Thì nó sẽ giảm được cái áp lực của tim phải rất là nhiều, nó giảm được cái dấu hiệu của cái suy tim phải, nó làm bớt được cái sự giảm cung lượng tim trái, nó cải thiện được một số cái chức năng khi mà mình gắng sức. Và nó cũng cải thiện được rất là nhiều những cái việc đưa oxy đến cơ thể, bởi vì cái sự phiêu linh của cái lần đầy của thất trái nó cải thiện. Thì đây là một cái người bình thường khi mà gắng sức á, thì cảm đau nó tăng lên là cung lượng tim nó tăng là từ 4 cho tới 40 lít phút. Rồi các kháng là mạch máu phổi thì không tăng, áp lực động mạch phổi thì tăng rất đáng ít, không đáng kể. Và một người bình thường thì đi bộ 6 phút thì trên 600 mét. Đây trong một cái trường hợp nếu mà người ta đã sử dụng tới ba loại thuốc rồi, thì có thể khi gắng sức thì cái cung lượng tim nó sẽ tăng lên được 4 lít phút, cái áp lực động mạch phổi nó tăng một chút xíu, kháng lực mạch máu phổi cũng tăng. Nhưng mà nếu mà mình đụng một cái lỗ ở ngay cái vách ly nhĩ thì mình thấy cái cung lượng tim nó tăng được tới 10 lít một phút, cái kháng lực mạch máu phổi nó chỉ tăng khoảng 5 thôi, và nó cải thiện được cái đi bộ 6 phút của mình từ 200 lên tới 350. Còn
trong trường hợp mà có bệnh nhân có kèm theo cái suy tim mà có cung lượng tim thấp thì rõ ràng là không thể gắng sức được và cái cung lượng tim nó không tăng lên nổi khi mà mình gắng sức. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mình đục cái lỗ thì nó có thể cải thiện từ 1 đến tới 4 đến phút đi bộ có thể cải thiện được chút đỉnh. Trong trường hợp mà có một cái lỗ ở thông niên nhĩ thì dĩ nhiên là nó sẽ một cái giảm cái tỷ lệ đột tử cho bệnh nhân mà tăng áp phổi bởi vì nó có cái đường nói. Thì những cái dụng cụ hiện tại bây giờ mà đang nghiên cứu và đã sử dụng ở nước ngoài thì đây là những cái ví dụ như cái Covia và cái V-Way thì là ở Mỹ họ đã sử dụng cái Occlutech, cái AFA, cái điều hòa lưu lượng nhĩ này thì đang ở trong cái giai đoạn thử nghiệm của FDA. Còn mấy cái còn lại thì đó là những cái suy nghĩ của họ, tức là họ đục một cái đó ra và họ dùng cái năng lượng cao họ đốt luôn, tức là không còn dụng cụ gì khác như cái Intention, hoặc là người ta đưa một cái dụng cụ như của cái test thì họ cũng đốt cái đó nhưng mà bằng cái rọ. Còn trường hợp kế tiếp là nếu mà mình không muốn làm ở cái nhĩ thì mình làm ở cái ống động mạch thì sao? Làm ở cái động mạch thì sao? Người ta trước giờ có làm cái Boston, tức là từ cái động mạch chủ xuống đưa một cái ống qua cái động mạch phổi thì thấy nghe nó có vẻ như giống cái ống động mạch đấy, thì mình có thể làm cái này giống như cái PDA stand được hay không? Vì có một số bệnh nhân có một cái những trường hợp có rất là ít thôi, nhưng mà có một số trường hợp có cái PDA nhỏ, rất nhỏ. Nếu những trường hợp này thì người ta đặt PDA stand được hay không? Thì dựa vô cái Boston thì người ta nói là Boston có cải thiện triệu chứng về cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Thì em nghĩ tới cái chuyện có thể làm được cái PDA stenting. Có thể là nếu bệnh nhân có động mạch, còn trong trường hợp không có động mạch thì mình cũng nên suy nghĩ thử cái có cách nào đục xuyên qua từ cái động mạch phổi qua cái động mạch chủ luôn được không? Đặt cái stent nó cũng có thể. Dạ, em xin kết thúc cái bài của em đây. Xin cảm ơn thầy cô. Con xin lấy đầu một cuộc. Đương nhiên ở trong cái bài trình bày đó, tôi nghĩ là các đồng nghiệp cũng có rất nhiều câu hỏi chúng ta cần quan tâm. Thì đây là vấn đề rất quan trọng trong chúng ta điều trị, can thiệp tăng áp phổi.